chúng tôi có bài diện tích hình chữ nhật trang 152. Ta có hình chữ nhật A, B, C, D. Hình chữ nhật A, B, C, D có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là BC 3 cm. Chiều dài sẽ tương ứng với 4 cm tương ứng với 4 ô. Vậy mỗi ô có sẽ có một cạnh là 1 cm, đúng không? Chiều dài và chiều rộng là 3 cm. Và diện tích của một cái hình vuông này, người ta chia hình chữ nhật này ra làm thành 12 hình vuông. Vậy là ta thấy một diện tích của một hình này, một cái hình vuông nhỏ này, mỗi ô vuông nhỏ đấy chính là 1 cm². Bây giờ chúng ta phải tính diện tích của hình chữ nhật ABCD này. Bây giờ ta sẽ tính xem hình chữ nhật này có bao nhiêu ô vuông bằng cách ta lấy. Muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ có. Ta lấy chiều dài là ta lấy 4 x 3 sẽ bằng 12 ô vuông. Với tất cả là có 12 ô vuông. Mà người ta cho biết diện tích của mỗi ô vuông là 1 cm². Như vậy diện tích của cái hình chữ nhật này chính là diện tích của 12 ô vuông. Vậy thì diện tích của hình chữ nhật ABCD sẽ là diện tích của 12 ô vuông. Vậy một ô vuông là 1 cm². Vậy thì 12 ô vuông thì ta sẽ nhân với 12. 1 x 12 sẽ bằng 12 cm². Sẽ là 12 cm². Và ta có cách tính diện tích hình chữ nhật ABC này, CD này. Ta thấy là 12 cm² chính là 4 x 3. 4 x 3 bằng 12. Vậy ta cũng có thể tính diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng cách lấy 4 là chiều dài nhân với chiều rộng là 3 và bằng là 12 và đơn vị là cm². Đấy. Ta sẽ có diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ là 4 x 3 bằng 12. Trong đó 4 chính là chiều dài. Đúng không? 3 chính là chiều rộng. Như vậy để tính diện tích hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Và ta thấy là chiều dài và chiều rộng đều có đơn vị là cm. Và chú ý ở đây, đó là chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Vậy ta sẽ có công thức tính diện tích hình chữ nhật. Đó là, muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng và cùng đơn vị đo. Như vậy ở hình này, muốn tính diện tích hình này, ta chỉ việc lấy chiều dài nhân chiều rộng là ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 1. Trang 152, viết vào ô trống theo mẫu. Ta có chiều dài, có chiều rộng. Ta sẽ phải tính diện tích hình chữ nhật và tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật ta vừa học ở trên. Ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 5 nhân chiều rộng là 3. 5 x 3 bằng 15 cm². Đơn vị diện tích ở đây nó sẽ là cm². Cm nhân cm nó sẽ bằng cm². Và chu vi hình chữ nhật, ta nhắc lại cách tính chu vi hình chữ nhật, sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Chiều dài là 5 cộng chiều rộng là 3 nhân 2. 5 cộng 3 bằng 8 nhân 2 bằng 16. Đơn vị là cm. Chúng ta chú ý giữa hai đơn vị diện tích và chu vi. Diện tích nó sẽ là cm². Chu vi chỉ là cm. Và chúng ta sẽ làm hai cột còn lại. Hai cột còn lại ta có chiều dài là 10, chiều rộng là 4 cm, chiều dài là 10 cm. Diện tích hình chữ nhật sẽ là chiều dài là 10 nhân chiều rộng là 4 bằng 40 cm². Đấy. Chu vi hình chữ nhật này sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng. Chiều dài là 10 cộng chiều rộng là 4 nhân 2. 10 cộng 4 bằng 14, 14 x 2 sẽ bằng 28 cm. Tiếp theo, chiều dài là 32, chiều rộng là 8. Vậy diện tích hình chữ nhật sẽ là chiều dài là 32 nhân chiều rộng bằng 32 x 8
8 x 2 16, 6 nhớ 1, 8 x 3 bằng 24, thêm 1 là 25. Bằng 256, đơn vị diện tích nó là cm vuông. Chu vi hình chữ nhật này sẽ bằng chiều dài là 32 cộng chiều rộng là 8 nhân 2 bằng 32 cộng 8 bằng 40, 40 nhân 2 sẽ bằng 80. Đơn vị là cm. Bài số 2. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 14 cm, tính diện tích miếng bìa đó. Chiều rộng. Là 5 cm, chiều dài. Tính diện tích. Diện tích phải là cm vuông. Bao nhiêu cm vuông? Đấy. Ta sẽ có bài giải. Miếng bìa là hình chữ nhật, cho nên diện tích của miếng bìa này ta sẽ áp dụng cách tính công thức của diện tích hình chữ nhật để tính diện tích của miếng bìa. Vậy ta có diện tích của miếng bìa đó là ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, chiều dài là 14 nhân chiều rộng là 5, nó sẽ bằng 5 x 4 20 với 0 nhớ 2, 5 x 1 bằng 5 thêm 2 là 7, 70 cm vuông. Đáp số 70 cm vuông. Tiếp theo bài số 3, trang 152. Tính diện tích hình chữ nhật biết A chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm, B chiều dài 2 dm, chiều rộng 9 cm. Rồi, mới đi. Bài 2. Bài 3. Ta trả lời diện tích hình chữ nhật là ý A chiều dài là 5, chiều rộng là 3, ta lấy 5 x 3 sẽ bằng 15 cm vuông. Ý B, muốn tính diện tích ta thấy chiều dài nhân chiều rộng, nhưng phải cùng đơn vị đo. Ở đây ta thấy chiều dài ở ý B là bằng là 2 dm, còn chiều rộng là 9 cm. Dm với cm đúng không? Vậy là không cùng đơn vị đo. Vậy bây giờ ta sẽ phải đổi 2 dm này ra thành thành đơn vị là cm cho nó cùng với đơn vị cm như chiều rộng. Trước tiên tính ta sẽ đổi 2 dm sẽ bằng 20 cm. Như vậy bây giờ chiều dài sẽ là 20 cm, ta sẽ có diện tích hình chữ nhật là lấy chiều dài là 2 dm, chính là đổ ra bằng 20 cm, tới 20 nhân chiều rộng là 9 cm, nhân 9, 2 x 9 bằng 18, vậy bằng 180 cm vuông.
Đơn vị diện tích là cm vuông. Đáp số. Ý A ta chưa đáp số nên ở đây ta sẽ đáp số cả hai ý A và B. A là 15 cm vuông. B 180 cm vuông.